Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình cập nhật là dự án nhận 400 token Modo nha các bạn. Thì bạn nào trước kia có làm dự án này thì các bạn copy phần link mô tả. Copy dưới phần link mô tả dưới video mình, các bạn dán vào trình duyệt đáp trên dưới chocolate, các bạn chọn connect các bạn. Thì hiện tại thì những bạn nào có làm airdrop trước kia thì nó sẽ hiện là claim min là 400 Modo nữa. Vào ngày 15 tháng 6 các bạn nhớ vào đây các bạn claim các bạn. Các bạn sẽ tốn một chút phí BNB như thế các bạn. Thì hiện tại token Modo này là một của một cái sàn deck nè các bạn. Nó có thể cho các bạn setup luôn nè. Sàn exchange đó là các bạn. Sàn exchange nó chưa mở hết các bạn. Sàn này chưa mở các bạn. Ok, như vậy các bạn lưu ý nha các bạn. Kèo này kèo là khá là ngon các bạn. Các bạn nhớ vào ngày 10 nhắc lại nha các bạn. Nhớ vào ngày 15 tháng 6 các bạn vào claim nha các bạn. Ok, như vậy video mình đã cập nhật lại dự án Modo đến đây cho các bạn cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo thì mình nhé.